Mạng là ảo nha. Có khi chúng ta chỉ có là nói chuyện với nhau như thế này, chả bao giờ biết mặt mũi nhau nha, nhưng vi phạm cái là biết công an liền. Cho nên á, tôi nói thật với quý vị á, tôi thương cái lớp trẻ sau này. Tôi cố gắng, tôi nỗ lực, tôi đấu tranh để cho các em sau này, trong đó có con tôi, không bao giờ sai phạm. Và nếu quý vị nào thương mến tôi, cũng như mấy em mà đang thương cô Hằng, đừng nói rằng là ngưỡng mộ cô Hằng hay là idol cô Hằng không dám. Nhưng mà nếu thương cô Hằng thì phải yêu đất nước mình và phải sống cho thật là nghiêm túc. Đừng bao giờ có một cái tư duy nào mà xấu bị người khác kích động. Đó là chúng ta yêu nước đó, chúng ta đóng góp cho đất nước chúng ta bằng cách là chúng ta hãy sống cho thật là tử tế và thượng tôn pháp luật là đủ rồi. Ai có gì làm đó, không ai yêu cầu chúng ta, nhưng chúng ta đừng phá hoại. Cô chỉ có một lời khuyên với lớp trẻ, và nhất là những cái em trẻ mà gọi là có cái máu háo thắng,